hợp tác xã nông nghiệp cây ăn quả một năm tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Toàn bộ diện tích canh tác của hợp tác xã được đầu tư theo công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel. Chính vì vậy, công việc của những người công nhân ở đây đã không còn vất vả như trước. Trước mà chưa có công nghệ mới á, thì là chúng tôi làm rất vất vả. Bây giờ từ cái ngày mà có công nghệ mới thì là chúng tôi chỉ cần pha cái liều lượng phân bao nhiêu đấy là chúng tôi vận hành máy. Không chỉ giúp giảm công sức của người lao động, hệ thống này còn rất dễ vận hành dù là với những người chân lấm tay bùn như chị Huyền. Mặc dù chi phí đầu tư của công nghệ này cao hơn nhiều so với các công nghệ cũ, nhưng về lâu dài, lợi ích là vô cùng lớn. Đầu tư cái công nghệ này rất có ưu việt. Thứ nhất, cây mau ra quả, phân bón là có hiệu quả, có chất lượng, cây phân không rơi rớt ra ngoài. Về phần quả thì nó là quả đồng đều, to đều, mẫu mã đẹp, đạt chất lượng. Những mô hình sản xuất nông nghiệp được đầu tư công nghệ cao như hợp tác xã cây ăn quả một năm xã Nghĩa Bình giờ đã không còn hiếm ở vùng đất này. Nhờ mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ khá và giàu đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Năm 2017 này thì chúng tôi cũng chọn cái khâu đột phá, đó là đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là đưa các ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đó là sản xuất cây ăn quả, rau màu và chăn nuôi. Thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã có cái hội nghị để triển khai cái này và xây dựng nhiều cái mô hình này và sẽ có cơ chế chính sách cho các hộ nông dân để là đi theo cái hướng này. Từ một địa phương thuộc diện nghèo khó sau khi chia tách vào năm 2007, hiện nay huyện Nghĩa Đàn đã thực sự trở thành một điểm sáng về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Nghệ An.